trong những năm gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến hết sức phức tạp và nhức nhối. Ngày càng xuất hiện nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt và đa dạng trên mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội. Và ở những tập phát sóng trước thì Nguyễn Khang cũng từng giới thiệu đến quý vị và các bạn những chiêu trò giả danh công an đã gây hoang mang cho người dân. Và ở tập phát sóng ngày hôm nay cũng vẫn là chiêu trò giả làm công an đang làm nhiệm vụ, nhưng hình thức lừa đảo lại biến hóa không lường. Cùng xem với Nguyễn Khang để vạch trần thủ đoạn gian xảo này quý vị nhé. Đại, mày nhìn khu vực vắng này nhắm có con mồi không? Tao nghĩ có. Rồi cái quanh sao? Bây giờ mày lên mé trước đi, núp chờ tao. Một tí nữa tao đón con mồi ở đây á, chạy ngang qua rồi mày bám theo. Rồi khi nào tao hành động? Khi nào tao ra dấu thì mày hành động. Ok, tao lên trên đời mày. Ở những con đường vắng người qua lại luôn là điểm tập kết đầu tiên của bọn lừa đảo. Sau khi bàn kế hoạch xong xuôi, hai tên thanh niên này phân chia nhiệm vụ rõ ràng để cùng nhau hành động. Và dường như đối tượng mà bọn chúng nhắm tới không phải là thanh niên. Vậy đối tượng mà bọn chúng nhắm tới là phụ nữ hay là những người để tài sản hớ hình ra bên ngoài? Cùng theo dõi diễn biến tình huống xem chuyện gì sẽ xảy ra quý vị nhé. Chiều nào khi đi làm về tôi cũng ghé quán nước quen để mua vài chai nước sâm để về nhà uống. Vì lẽ đó nên tôi đeo cái túi chéo ngoài vai để lấy tiền cho nó dễ. Và cũng chủ quan là gần tới nhà nên sẵn vậy là chạy về nhà luôn. Tôi chạy xe tới đoạn đường vắng thì... Yêu cầu chị dừng xe. Có chuyện gì vậy anh? Chào chị, tôi là công an thuộc BC45, tôi đang làm nhiệm vụ. Chị có thể cho tôi quá gian lên đằng trước được không? Công an gì á mà sao không bận quân phục gì hết trơn vậy? Tôi mặc thường phục á để dễ dàng tiếp cận với các đối tượng cướp giật trên tuyến đường này. Anh đi làm mà sao không thấy đồng đội gì hết, có mình vậy? Tổ công tác của tôi á đang đợi phía trước. Tôi thì trực ở đây để quan sát đối tượng, nhưng mà máy tôi hết pin rồi. Qua khỏi cánh đồng này á là tổ công tác tôi đang trên đó. Tôi thấy anh ta có thẻ ngành, lại nói là đi làm nhiệm vụ nữa, cho nên tôi cũng tin và không đắn đo gì hết trơn á, cho anh ta quá gian lên phía trước. Đi chị. Vậy là tên lừa đảo đã thành công bước đầu khi dẫn dụ được nạn nhân cho hắn quá gian xe, chấp lấy thời cơ lúc đoạn đường thực sự vắng người. Tên lừa đảo ngồi sau nạn nhân, nhanh chóng ra tín hiệu cho đồng bọn và bắt đầu kế hoạch của bọn chúng. Con! 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 Chị có bị làm sao không? Chị không sao hết á. Bọn chúng cướp túi xách của tôi, rồi định cướp luôn cả chiếc xe của tôi nữa. Nếu mà hả người đi đường tới không có kịp lúc, bị một lần á là tôi sợ lắm. Cho nên là tôi luôn nhắc nhở mình á phải cẩn thận và ra đường đừng đeo túi xách, mà hãy bỏ vào cốp xe cho an toàn. Cũng đừng đi trên những con đường vắng để mà hả bảo đảm không mất xe và hả nguy hiểm đến tính mạng của mình nữa. Thưa quý vị, để phòng tránh các hành vi trên, thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh để trấn áp tội phạm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, vạch mặt các đối tượng giả danh công an, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.